hôm trước. Và hôm nay Natalie sẽ tâm sự và chia sẻ cùng với mọi người về lý do tại sao mà có rất là nhiều bạn đã đi triệt lông rất là nhiều lần nhưng mà không đạt được hiệu quả như mong muốn. Nguyên nhân đến từ hai lý do chính. Thứ nhất là do lộ trình triệt lông không đúng và thứ hai là do vật tư tiêu hao của máy triệt lông không được thay thế định kỳ. Lý do thứ nhất là do lộ trình triệt lông không đúng. Thông thường thời điểm vàng để chúng ta triệt lông là sẽ từ 20 cho đến 25 ngày. Giữa các cái buổi triệt lông chúng ta nên quay trở lại để triệt một lần tiếp theo. Tuy nhiên ở một số spa thì sẽ xây dựng cái lộ trình này quá ngắn hoặc quá dài, có thể là 5 đến 7 ngày hoặc là để tới 30-40 ngày thì nó quá là xa rồi. Nên là hiệu quả triệt lông là nó sẽ không đạt được. Hơn nữa thì còn có lý do đến từ phía khách hàng. Đấy là khách hàng lười đi triệt quá ạ. Đi triệt cứ để đến khoảng vài tháng mới đi triệt một lần. Lúc này thì số lần triệt lông trước đó của các bạn gần như là vô nghĩa. Bởi vì lúc này cái nang lông của chúng ta nó đã phát triển đập trở lại khi mà không đi triệt đều rồi. Nên là mình cứ triệt đi triệt lại, triệt đi triệt lại. Nên mỗi lần mình quay lại triệt là gần như mình sẽ phải triệt lại từ đầu. Hiệu quả sẽ rất là thấp. Nguyên nhân thứ hai đến từ vật tư tiêu hao không được thay thế một cách định kỳ. Trong máy triệt lông như V-Line thì sẽ sử dụng bóng đèn triệt V-Line. Bóng đèn này sau khi phát ra đủ 200.000 xung thì cần được thay thế bằng một bóng đèn mới để đảm bảo được tính hiệu quả của quá trình triệt lông. Đối với máy triệt lông diode laser cũng như vậy. Trong tay cầm của diode laser thì sẽ có 3 thanh diode. Sau khi phát ra đủ 2 triệu xung thì cũng cần thay thế bằng một cái tay cầm mới. Chi phí thay thế bóng đèn E-Line rơi vào khoảng 6 triệu một bóng đèn. Còn chi phí thay thế tay cầm của diode laser rơi vào khoảng 80 triệu một tay cầm. Đây là một chi phí khá là cao. Cho dù không thay thế vật tư tiêu hao thì máy vẫn cứ hoạt động, xung vẫn cứ bắn ra bình thường. Cho nên một số spa đã lựa chọn phương án là không thay thế vật tư tiêu hao nhằm giảm giá thành của liệu trình cũng như là tiết kiệm chi phí. Chính vì vậy, chuyện đương nhiên là hiệu quả triệt lông sẽ không được như mong muốn. Là một người tiêu dùng thông minh, chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được rằng nếu như giá của một liệu trình triệt lông quá là thấp thì việc thay thế vật tư tiêu hao gần như là không thể. Hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi của Natalie sẽ giúp các bạn phần nào có một chút kinh nghiệm trong việc lựa chọn cho mình một liệu trình triệt lông thích hợp. Chúc các bạn sớm có một làn da như ý, không còn lông để tự tin diện những bộ váy ngắn bikini sexy trong mùa hè này nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào.